Ken, chú với con. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách xây dựng sân chơi nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào. Yay! Các bạn có phấn khích không? Chuyện này sẽ rất vui. Mình đây, mình đến đây. Chào, chào mình đây. Xem mình có gì nè, nhìn cái này. Mình đã có kế hoạch cho một sân chơi hoàn hảo. Yay! Đầu tiên, hãy để một vài miếng gạch cao su làm sàn nhà. Tuyệt vời. Bây giờ là nền cho cuộc sống dưới biển. Làm tốt lắm, ông xe tải. Đặt tất cả khớp với nhau. Mấy viên gạch xây dựng này tốt thật đó. Yay! Tuyệt vời. Bên đây nè. Bây giờ đặt thêm kính tìm vọng tàu ngầm để có một cái nhìn lãng mạn. Xong rồi, làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta hãy gắn mấy cái cầu tuột vào. Hay quá. Đặt bộ xích đu vào đi. Tuyệt vời, ông xe tải. Cảm ơn. Còn bộ xích đu kia nữa. Yay, cảm ơn, làm tốt lắm. Đây là bên đây với vòng xoay vui nhộn. Chóng mặt quá. Ồ, chúng ta có gì nè? Những ngôi sao tuyệt đẹp. Để chúng xuống sân đi. Wow, mình muốn chơi quá. Quá tuyệt. Chúng ta làm được rồi. Làm tốt lắm mọi người. Mình đi cầu tuột đây. Yeah. Wow, những chiếc xích đu này thật tuyệt vời. Cảm giác như mình đang bay. Đây là ngày tuyệt vời nhất trên đời. Yay. Sân chơi của mình là tốt nhất trên đời. Chà, xin chào các chàng trai và cô gái. Thật là một ngày nắng đẹp. Chúng ta sẽ xây một cái gì đó thật thú vị. Ôi trời, mùa hè thật nóng, phải không? Cách tốt nhất để đánh bại cái nóng là gì? Có vẻ như xe tải và xe cẩu đã có ý tưởng. Kế hoạch là gì? Một kế hoạch hoàn hảo cho một hồ bơi. Đúng vậy, chúng ta sẽ xây dựng một bể bơi thật thú vị. Bắt đầu ngay lập tức thôi. Đi nào, lấy dụng cụ đi. Hoàn hảo, đánh dấu đường viền. Đào khoảng trống. Giỏi lắm mình đây. Nào, mọi người hãy cùng đẩy bể bơi với nhau và đặt nó một cách chính xác vào đó. Hoàn hảo, ở đó. Yay! Được rồi, chúng ta đã có xi măng. Chúng ta đã có dây và đường ống. Hãy đặt các đường ống và nối chúng lại với nhau. Tuyệt vời. Làm tốt lắm anh đây. Bạn ấy đã dọn dẹp và sửa sang mọi thứ. Chúng ta cần đảm bảo rằng hồ bơi của chúng ta gọn gàng và sạch sẽ. Và bây giờ là lúc cho nước hoạt động, phần yêu thích của mình. Nhìn nó xem, hồ bơi thật tuyệt. Wow, đúng là không uổng công xây. Đi thôi Minh đây, nhảy xuống đi. Nhìn xem ông xe tải có gì. Ông ấy có rất nhiều quả bóng đầy màu sắc để chơi. Trò này vui thật đó Minh đây. Phao bơi. Dễ thương quá. Cảm ơn. Nè, cái này của mình mà. Kèm thích phao bơi. Đợi đã, có một chiếc khác dành cho mình. Cảm ơn, chúng ta thật ngốc nghếch. Và thêm nhiều đồ chơi trong hồ bơi nữa. Wow, mình yêu mùa hè. Và việc xây một hồ bơi mùa hè khiến mùa hè thật hoàn hảo. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ken và Monday đang chơi một trận bóng rất căng thẳng. Ai sẽ ghi bàn? Monday đang giữ bóng. Và có vẻ như bạn ấy sẽ làm được. Cố lên Monday. Nhưng Ken đã bắt kịp. Ồ không, bạn ấy đã vấp phải một hòn đá. Ken tội nghiệp. Bạn ấy có vẻ rất đau. Bạn bè của họ, những chiếc xe tải chạy đến giúp đỡ. Đó là một vết thương lớn. Đừng khóc Ken, không sao đâu. Nghe nè, xe tải có một ý tưởng. Đó là gì? Một kế hoạch để xây dựng một sân bóng đá. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bắt tay vào làm thôi mọi người ơi. Đầu tiên, chúng ta loại bỏ tất cả các viên đá và đặt khung thành. Hoàn hảo. Yay. Đặt khán đài. Tuyệt vời.
và những bước hoàn thiện cuối cùng. Mindy và Ken cần trợ giúp để sơn sân bóng. Xe tải biết cách làm. Woohoo! Thật tuyệt! Nhảy lên đi Mindy! Wow! Chúng ta đã hoàn thành! Yay! Bây giờ là lúc để chơi! Nào mọi người, tham gia đi! Ken đang chạy với quả bóng và bạn ấy truyền nó cho bạn của mình. Đây rồi! Họ sẽ ghi bàn chứ? Rất tiếc! Quả bóng bật trở lại và Mindy đang đón nó! Nhìn bạn ấy kìa! Và... bạn ấy sút vào khung thành! Woohoo! Chơi hay lắm Mindy! Thật là một ngày tuyệt vời! Khu vườn nho của mình nè! Xin chào! Mình không thấy các bạn! Mình là Ken, chú và con! Yay! Và mình đang ở trong vườn của mình! Mình thích ở trong vườn! Nhìn những cây, hoa và bướm xinh đẹp này đi! Mình thích ở trong vườn lắm! Nhìn nè! Mình đã hái được một giỏ hoa đẹp đây! Bạn muốn xem không? Mình nóng lòng muốn cho các bạn xem quá! Bạn có thể chỉ ra những loại hoa nào trong giỏ của mình không? Bắt đầu thôi! Đây là hoa gì? Nó màu vàng và trông giống như một mặt trời lớn. Nó là tulip hả? Hoa hồng, rose. Hay sunflower, hoa hướng dương. Yay, nó là hoa hướng dương. Woohoo, hoa mình thích. Đây là hoa gì? Nó màu đỏ, có phải là hoa sen, lotus không? Hay là hoa loa kèn, lily? Hay là tulip? Không, đó là rose, hoa hồng. Yay, làm tốt lắm. Mình sẽ tặng nó cho những người thân yêu của mình. Đây là hoa gì? Nó đẹp quá. Nó có phải là hoa cúc, daisy không? Nó màu vàng nhưng không phải hoa cúc rồi. Hay nó là lotus, hoa sen, hay rose, hoa hồng? À, nó là hoa loa kèn, lily. Wow, đây là hoa gì? Ai đoán được nè? Có phải là hoa cúc daisy không? Không, sunflower hướng dương. Không luôn. Hay là rose hoa hồng? Không, nó là lotus hoa sen. Yay, đẹp làm sao. Còn bao nhiêu loại hoa nữa trong giỏ của mình? Hãy xem nào. Mình đang tự hỏi, đây là hoa gì? Mình biết hoa này. Bạn biết không? Nó có phải là hoa cúc daisy không? Không, hoa loa kèn lily. Không luôn. Hay nó là orchid hoa lan? Phải, nó chính là orchid. Màu hồng xinh xắn, mình thích hoa lan. Đó là hoa yêu thích của mình. Đây là hoa gì? Không phải sunflower hoa hướng dương. Không phải lotus hoa sen. Hay là lily hoa loa kèn? Không, mình biết đó là daisy hoa cúc. Yay, tốt lắm. Các bạn đoán được tên các loại hoa trong giỏ của mình rồi. Làm tốt lắm. Mình đã rất vui khi học tên các loại hoa. Bạn vui không? Đăng ký để cùng học những bài học hay hơn với mình nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Wow, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Ôi trời, phòng mình bừa bộn quá, đã đến lúc mình dọn dẹp rồi. Bạn sẽ giúp mình chứ? Được rồi, bắt đầu thôi. Mình muốn dọn dẹp căn phòng của mình thật nhanh chóng. Chúng ta phải nhặt tất cả đồ chơi của mình và cất chúng trở lại kệ. Đã sẵn sàng chưa? Woohoo, quả bóng đá của mình. Và hai quả bóng rổ của mình. Mình tự hỏi mình có thể chứa được bao nhiêu quả bóng trong tủ của mình. Mình có bao nhiêu quả bóng rồi? Bạn giúp mình đếm chúng được không? Một quả bóng đá. Và hai quả bóng rổ. Một cộng hai bằng...
1 2 3 Đúng rồi, 1 cộng 2 bằng 3. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã học cách cộng, đặt chúng lên trên kệ của mình. Xe của mình, nhìn xem mình có bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Có màu đỏ và vàng nữa. Wow, vroom vroom. Để xem, mình có 2 xe hơi đỏ và 2 xe hơi vàng. Vậy có bao nhiêu chiếc xe trong tủ của mình? Chúng ta có 1 2 3 4 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình hiểu rồi. Yay! Vroom vroom. Để chúng lên kệ thôi. Tiếp theo là gì? Sách. Vậy có bao nhiêu cuốn sách? Mình có nhiều sách quá. 3 quyển sách hồng và 3 quyển sách xanh. 3 cộng 3 bằng 1 2 3 4 5 6. Đúng vậy, 3 cộng 3 bằng 6. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Bạn làm phép cộng giỏi thật. Để sách lên trên kệ của mình đi. Bây giờ lau sàn nhà thôi. Chúng ta còn thấy món gì nữa? Mình tìm thấy bút chì màu. Yay, mình có nhiều bút chì màu quá. Có bao nhiêu cây bút đây? Mình có thể để vừa trong kệ của mình không? 4 bút màu xanh lá và 4 bút màu xanh dương. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 cộng 4 bằng 8. Làm tốt lắm. Tuyệt vời. Để nó lên kệ đi. Bây giờ phòng của mình trông rất sạch sẽ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có phải không? Mình đang đi học. Bạn có biết mình có thể sử dụng phương tiện nào để đi học không? Để mình nghĩ. Bạn có thể giúp mình chọn loại phương tiện phù hợp không? Một chiếc thuyền thì sao? Không, mình không cần một chiếc thuyền. Máy bay trực thăng. Yay, nó sẽ rất vui. Nhưng không, mình không cần trực thăng. Mình không phải cậu bé tỷ phú. Một chiếc xe buýt trường học lớn màu vàng. Đúng rồi, bấm còi. Vòng xoay bánh xe buýt đưa chúng ta tới trường. Chúng xoay xoay đi khắp phố phường. Hoan hô, mình đang đi học trên chiếc xe buýt của trường. Xin chào, mình muốn sang bên kia bờ sông. Mình có thể sử dụng phương tiện nào để qua sông? Xe buýt? Không, nó sẽ chìm trong nước. Còn một chiếc xe đạp thì sao? Không được. Một chiếc thuyền? Yay, đúng rồi, một chiếc thuyền. Chèo 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 thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Xin chào, mình đang đi chợ để mua một ít trái cây. Mình có thể sử dụng phương tiện nào để đi chợ? Một cái xe kéo? Không, nó chậm quá. Một chiếc thuyền? Lần này không có sông, mình không cần thuyền. Một chiếc xe đạp? Reng reng. Yay, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Đạp xe thôi, một bài tập tuyệt vời. Chờ ta đi, chờ ta đi. Xin chào, mình đang ở trang trại ông McDonald. Mình sẽ cần phương tiện nào để tham quan xung quanh trang trại? Một chiếc thuyền? Không, một chiếc xe đạp? Mình không nghĩ vậy. Một chiếc máy cày? Yay, đúng vậy, máy cày làm việc trong trang trại. Ông McDonald ngài có trang trại. Yeah. Tạm biệt. Chào, mình là Ken chú voi con. Hôm nay bạn thế nào? Chúng ta sẽ chơi một trò chơi đơn giản có tên là bạn có thể đếm được bao nhiêu. Vậy bạn có thể đếm được bao nhiêu? Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Woo!
món yêu thích của mình. Bạn có thể đếm được bao nhiêu quả chuối? Để xem. 1 2 3 4 5 Đúng vậy. Chúng ta có 5 quả chuối. Tuyệt vời. Tiếp theo là gì? Bạn có thể đếm được bao nhiêu chiếc ô tô? Chà, rất dễ dàng phải không? 1 Đó không phải là ô tô. 2 3 Tốt lắm. Chúng ta có 3 chiếc xe trong giỏ. Yay! Làm lại nha. Tiếp theo là gì? Bạn có thể đếm được bao nhiêu cây bút chì? Được rồi, bắt đầu. 1 2 3 4 5 và 6. Xuất sắc. Chúng ta có 6 bút chì. Đếm tốt lắm. Wow! Làm tốt lắm. Bạn có thể đếm được bao nhiêu món quà? 1 2 3 4 Phải, đúng vậy. Bạn có muốn có 4 món quà trong ngày sinh nhật của bạn không? Mình cá là bạn sẽ thích. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể đếm được bao nhiêu que kẹo? 1 2 3 Kẹo mút ngon ngon. 4 5 6 7 và 8. Phải, chúng ta có 8 que kẹo. Yum yum. Chúng ta đếm thêm một vòng nữa nhé. Bạn đếm được bao nhiêu con bướm? 1 2 3 4 5 và 6. 6 con bướm. Những con bướm bay lượn. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cốc? 1 2 và 3. Đúng rồi, chúng ta có 3 cái cốc. Nhiều cốc uống trà quá. Bạn có thể đếm được bao nhiêu quả bóng? 1 2 3 4 5 6 7 8 Chúng ta có 8 quả bóng. Hãy tưởng tượng tất cả những điều thú vị bạn có thể làm với những quả bóng này. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cây bút màu? Khá nhiều đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bút chì màu. Wow, bạn có thể vẽ những bức tranh đầy màu sắc với những cây bút này. Và cuối cùng, bạn có thể đếm được bao nhiêu nút? 1 2 Phải, chỉ 2 thôi. 2 nút màu hồng. Ồ, lại một lần nữa. Được rồi, mình thấy rồi. Bạn có thể đếm được bao nhiêu con diều? Ok, sẵn sàng chưa? 1 2 3 Và 4 con diều màu hồng. Tuyệt vời, 4 con diều bay trong gió. Làm tốt lắm. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ? 1 2 3 4 4 bánh cupcake. Ngon lành cho mình ăn. Ok, bạn có thể đếm được bao nhiêu chìa khóa? 1
và hai. Hai chìa khóa. Xuất sắc. Wow, bạn thật sự giỏi trong việc này. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cái mũ? Đúng vậy, chỉ một cái thôi. Yay! Và bây giờ, bạn có thể đếm được bao nhiêu quả cà chua? Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm quả cà chua ngon ngọt. Mình có thể nấu một cái gì đó ngon với chúng. Yay! Các bạn làm tốt lắm. Các bạn đã đếm thật tuyệt vời. Làm tốt lắm. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào các bạn. Mình là Ken, chú voi con. Và hôm nay mình đang ở một sân chơi. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những thứ mà các bạn thấy trong một sân chơi. Hoan hô! Không phải tất cả chúng ta đều thích đến sân chơi sao? Ồ, hãy đoán xem đây là cái gì? Nó dài, có hai tay cầm ở hai bên. Ồ, nó có bật lên xuống không? À, mình biết là gì rồi. Bạn có biết không? Đó là một cái bập bên. Làm tốt lắm. Lên, xuống, lên, xuống. Đây là gì? Nó trông giống như một cái xích đu. Mình thích lắm. Mình thích xích đu. Tuyệt vời. Đoán hay lắm. Tới lui, tới lui. Ồ, cái gì đây? Đó là một vòng đu quay. Xoay vòng nào, xoay vòng nào, hay xoay. Yay! Đây có thể là gì? Nó là một con ngựa. Một con ngựa nhún. Yay! Cái gì đây? Một cái thủng và một cái xô. Đây chắc chắn là hố cát rồi. Yay! Mình thích chơi trong hố cát và xây lâu đài. Cái gì đây? Là một món đồ yêu thích khác của mình. Nó là cầu tuột. Nào đi thôi. Chơi lại đi. Mình thích nó quá. Cái gì đây? Thanh khỉ. Trèo lên chơi thôi. Thật là vui. Các bạn nghĩ sao? Có vẻ như chúng ta đã đoán được tất cả mọi thứ trong sân chơi. Làm tốt lắm. Thật sự rất vui. Mình nôn nóng đi chơi ngay bây giờ quá. Nào, đi với mình. Chào, mình là Ken. Ken, chú voi con. Chào buổi sáng. Mình đang chuẩn bị đến trường. Đây là chiếc cặp đi học của mình. Cặp của mình bị mở ra rồi. Nó trống rỗng. Tất cả mọi thứ nằm rải rác xung quanh phòng. Mình phải tìm chúng lại thôi. Bạn có thể giúp mình không? Bút chì của mình ở đâu? Bạn có thấy không? Bạn có thấy nó nằm ở đâu không? Nó đây rồi. Trên giường của mình. Làm tốt lắm. Hộp cơm trưa của mình ở đâu? Bạn có thấy không? Ở đây hả? Đây rồi. Làm tốt lắm. Bạn có thể tìm bút chì màu của mình không? Chúng có thể ở đâu? Ở đây hả? Không, ở đây. Không, chúng đây rồi. Ở trên giường. Hay quá. Bây giờ thì chai nước của mình đâu? Mình cần chai nước. Chúng có thể ở đâu? Đây rồi. Bên cạnh chậu cá vàng. Hay lắm.
gần xong rồi. Mình chỉ cần tìm sách của mình nữa thôi. Chúng có thể ở đâu? Chúng đây rồi, ngay bên cạnh giường của mình. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mình cần tìm trái bóng của mình. Bạn có thể giúp mình tìm nó được không? Nó ở đây hả? Không, nó đó. Nó đây rồi, mình đã để nó trên ghế bành. Làm tốt lắm. Bạn đã tìm thấy đủ đồ của mình. Cảm ơn rất nhiều vì giúp đỡ mình. Bỏ hết vào cặp đi học của mình. Lần này mình sẽ đóng cặp lại. Mình đi học đây. Ồ, đừng quên chai nước. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Chào các bạn. Hôm nay bạn khỏe không? Mình là Ken, chú voi con. Nhìn nè, mình đang ở dưới nước. Ôi thật là vui. Mình sẽ học cách tô màu với tất cả các loài cá khác nhau và những thứ sống dưới nước. Bạn có thể giúp mình không? Ồ, shark, một con cá mập. Hãy tô nó màu xanh dương, blue. Làm tốt lắm. Nó xanh như đại dương vậy. Yay! Cá mập xanh. Tiếp theo là gì? Oh, octopus. Một con bạch tuộc. Hãy tô cho nó màu tím. Purple, yay! Đáng yêu. Wow, trông nó thật tuyệt vời. Yay, bạch tuộc tím. Tiếp theo là gì? Crab, một con cua. Chúng ta nên tô nó màu gì? Crab màu đỏ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Một con cua đỏ. La 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 la. Bạn đang làm một công việc tuyệt vời. Yay, cua đỏ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Dolphin, một con cá heo. Cá heo có màu gì? Chúng ta có nên tô màu xám gray không? Rất đẹp. Và chúng ta đã hoàn thành. Yay, một con cá heo xám xuất sắc. Mình nghĩ đây là một con cá màu xanh lá, green fish. Con cá này rất xinh đẹp trong màu hồng và xanh lá. Và nhìn xem, nó đang đội vương miện. Chắc nó là nữ hoàng. Yay! Xuất sắc! Xin chào bạn cá mập. Bạn Blue Shark, cá mập xanh. Xin chào Purple Octopus, bạch tuộc tím. Chào Red Crab, cua đỏ. Xin chào Gray Dolphin, cá heo xám. Moon Tao nữ hoàng, green fish, cá xanh lá. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đã làm rất tốt. Tạm biệt. Chào, mình là Ken chú voi con. Chào mừng đến với thế giới học tập vui nhộn của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm chữ cái còn thiếu trong các từ. Yay, bắt đầu thôi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chơi nào. Chúng ta có từ H. Hãy nhìn vào hàng đầu tiên xem. Chúng ta có một chữ H, một chữ còn thiếu và chữ T. Có phải chữ còn thiếu là chữ J không? H-T. Không. Một chữ M thì sao? H-M-T. Không. Nó có phải là chữ A? Hat. Phải. Đó là chữ A. H-A-T. Hat. U-T. Bây giờ đó là chữ hàng thứ hai. Chúng ta có chữ K, E và chữ T đúng không? Cap. Không, không phải cap. Hay kill. Không phải kill. Còn chữ Y thì sao? K, E, yeah. T. Phải, đúng rồi đó. Làm tốt lắm. Go, go. Nó là một con chó. Dog. Chữ còn thiếu là chữ đầu tiên. Chữ K đúng không? Cock. Cock. Không. Chữ D. Hãy kiểm tra xem. Dog. O. G. Đúng rồi, thật là hoàn hảo. Làm tốt lắm. Meow. Nó là cat, con mèo. Chúng ta có một chữ C, chữ A và một. Có phải là T không? C-A-T. Cat. Yay. Một lần nữa nha. Beep beep.
Car, xe ô tô. Chữ cái đầu tiên là chữ I hả? Không, còn chữ C thì sao? C-A-R. Car. Yay, đoán đúng rồi. Hay quá. Oh, một hũ mứt jam. Chess. Không, không phải chess. Có phải là ch-a-th-ch? Không, không đúng. Một chữ em thì sao? Jam. Xuất sắc. Một ngày nắng đẹp. Chúng ta đánh vần chữ sun như thế nào? S-Z-N. Không, không. Từ đó không đúng. Có phải là S-U-N không? Sun. Đúng. Đúng rồi. Xe buýt. Vòng xoay van xe buýt, chúng nó xoay vòng. Có phải là chữ S? Đúng rồi, bus. Làm tốt lắm. Good các bạn. Good job, kids. See Hẹn you soon. Lần sau. Bye bye. Tạm biệt. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chúc với con. Yay! Yeah.